Ok, xin chào các bác. Thì em vừa nhận được một món hàng là cái con LG V60 cũ các bạn. Thì của bác trong hội gửi về cho em test thôi, cũng không phải là em mua. Đây, cái đơn hàng này nó trục trặc khá là lâu mới về đến đây, cho nên là hai bên đang là khá là lo lắng, nhưng hôm nay nó về rồi. Em đang bật cái quạt, cơ bản là thời tiết miền Bắc đang là nóng quá các bạn. Em mà tắt quạt thì nó rất là nóng, nên là các bác thông cảm nhé. Nếu mà có nghe tiếng quạt nó đang thổi vào người em ấy thì các bác cũng nên thông cảm nhé. Đây là cái con V60 đây, có một cái cáp sạc của quá gì đây này. Bây giờ mình nghe cái hãng này, nhưng mà nó giống cái kiểu của Hoco các bạn. Vào đây đã, có một cặp sạc thôi, không có củ sạc. Hiện tại thì V60 ấy, nó chỉ có bản Mỹ thôi, không có bản Hàn, cho nên là các bác đừng hỏi bản Hàn không có đâu. Thì đây người ta có sẵn cái ốp này này, cái ốp này là cái ốp nhựa trong suốt thôi, dẻo. Thì cái này nó sau một thời gian nó sẽ ố vàng thôi. Ok. Đây là còn và bác ấy dán một cái kính cường lực ở đây. Thì cái kính cường lực này nó cũng khá là ổn, tuy là nó không che hết màn nhưng mà em thấy nó khá là ổn. Đây, trước cứ bật lên đã rồi tính. Trước tiên em sẽ kiểm tra cái ngoại hình của nó. Đây các bác, em sẽ để gần lại cho các bác nhìn rõ hơn nhé. Đây các bác có thể thấy này, đây là cái cạnh dưới này. Cái cạnh dưới thì chỗ này có một vết móp nhẹ nhẹ thôi, chỗ này này móp nhẹ xíu xíu thôi, coi như không đáng kể. Và đây bản T-Mobile này đó. Rồi chỗ này thì cũng có một vết đấy, có một vết chắc cũng do rơi thôi. Đây chỗ này nữa này đó, nói chung là nó, nhưng mà nó cũng không cần sâu cho lắm. Cổng sạc thì cũng chưa sức nhiều, nói chung là cổng sạc thì còn ok, cổng 3.5 thì cũng chưa sức nhiều. Đó. Rồi trên đây là một cái cũng bị cũng kiểu như rơi các bác, nó hơi hơi móp móp vào một chút xíu. Sim này, chỗ cái sim này có vết xước xíu xíu này. Đó. Nói chung là bốn góc đều có hiện tượng là nó bị móp vào một xíu ấy các bác. Cái này, chỗ này cũng ngó vào một xíu đấy. Đó. Đó, và em thấy là cái dấu hiệu của việc cạy cái nắp lưng này rồi. Không biết, em không nhớ nhầm thì hình như bác bảo thay cái gì rồi ấy. À ở đây nó còn có một cái miếng dán lưng nữa các bạn. Đây có miếng dán lưng nữa. Đây có miếng dán lưng. Và miếng dán lưng này khá đẹp các bạn, nó khá là kiểu như ẩn ấy, không không nhìn thấy mấy nhưng mà thấy có dấu hiệu của cạy mở rồi. Rồi sẽ thiết lập nó xem thế nào. Bật ra luôn đi. Ok các bạn, em sẽ quay xa ra một tí nữa. Nói chung là ngoại hình của con này thì nó ở mức vừa phải thôi, nó không phải là đẹp cho lắm nhưng mà nó cũng không phải là nát bấy cho lắm, nó cũng bình thường, nói chung cũng được. Cạnh trái đây, cạnh trái thì cũng chưa vấn đề gì, rất là mới. Cạnh phải thế. Rồi. Rồi em sẽ tí nữa em sẽ lắp sim và test các chức năng rồi em sẽ quay lại tiếp. Đây em chỉ có cho các bác xem ngoại hình đầu tiên trước đã. Ngoại hình này, camera xem sức chưa, để em lau cái đi cho nó. Như em thấy thì là cái camera nó chưa xước đâu. Đây này, đó, đây này. Nó có camera nó hơi có vẻ lấy nét hơi kém thôi. Như em thấy là ở cái mắt thường em nhìn nó, camera nó chỉ xước một chút xíu thôi. Và cái camera nó họ còn dán một cái miếng bảo vệ camera nữa mà, cho nên em nghĩ là nó không xước đâu.
Nhưng mà dán như này em thấy là nó có thể là ảnh hưởng đến cái chất lượng của camera đấy. Rồi ok, em sẽ lắp sim vào xem thế nào các bác nhá. Thì em đã lắp sim vào đây. Thì nó có nhận sim đấy, nó có nhận sim nhé. Đây này. Nó có nhận sim màn hồi nhưng mà nó không nghe gọi được đâu. Thì đây, đấy nó không nghe gọi được, chỉ gọi khẩn cấp thôi. Đấy. Thì em có liên lạc với người bán rồi thì người ta bảo là đây là máy lock cho nên họ chưa lắp được cho nên là không không dùng được sim và nay chỉ dùng được wifi thôi. Thì wifi đây đang dùng bình thường nhé, wifi máy này vẫn đang dùng bình thường thôi và wifi bình thường đó. Thì hiện tại em sẽ test lại cái màn hình, tại vì cái màn hình là cái quan trọng nhất. Thứ nhất là mình sẽ test được xem là nó có bị thách kính hay không. Tại đây em cũng xin phép người bán rồi là em sẽ bóc cái này ra, bóc cái kính rồi ra đấy. Thì cái kính này nó chỉ là cái kính như kiểu kính bình thường thôi, nó không phải là UV cho nên nó bóc được và tí nữa giá lạnh được các bạn. Rồi thì đây em sẽ lau qua đi cho nó sáng rõ. Đây thì các bác có thể thấy này, cái máy này nó rất là xước luôn. Đây các bác nhìn thấy này, xước kinh khủng luôn. Cái này thì không biết là anh em trên hội gọi là xước bao nhiêu phần trăm. Đây em gọi là xước tè le luôn, xước ghê gớm luôn này nè. Như kiểu là cái thang này đã bị mài mặt xuống đường rồi đó, rất là xước luôn. Thì cái người mua ấy, người bảo là xước cũng không quan trọng, vỡ là được không vỡ là được. Thì cái này em khẳng định là không vỡ nhưng mà xước rất nhiều. Xước theo một cái đường là các bác nhìn này, xước một cái đường dài xuống đây, chỗ này em xước một tí rất là sâu đó. Nói chung là mặt trước thì xước, cái mặt sau này thì còn mới này. Thì em thấy nó còn nguyên cái miếng dán mặt sau luôn. Và như em kiểm tra như em thấy ấy, là đây này các bác có thể thấy này, cái những cái mép này nó rất là hở này. Đây để nhìn gần cho các bác xem này. Đó, cái mép của mặt lưng nó rất là hở đấy, đấy. Đó thì lúc đầu em chưa hỏi người bán ấy thì em cũng đã nghi là cái lắp lưng này nó đã được thay rồi đấy, nó được thay rồi. Thì sau khi đó thì người mua có yêu cầu là sẽ phải tháo cái máy này ra, lại tháo máy này ra nhé. Thì để xác định xem là cái linh kiện nó còn y nguyên hay không hay là chỉ có thay lắp lưng hay không thôi. Đó, thì tí nữa em sẽ tháo này ra, tháo cái lắp lưng này ra. Đó, thì em sẽ chuẩn bị cái đồ nghề để tháo lưng ra nhé. Đây các bạn. À, vừa nãy em có nói là sẽ kiểm tra cái màn hình này đã bị ép kính hay chưa. Thì em đã nghiêng vào cái ánh điện rất là nhiều lần rồi. Cái điện đèn hình quang ấy thì em khẳng định là cái máy này chưa bị ép kính nhé, nó chỉ xước thôi chứ kính của nó vẫn là kính zin, chưa bị ép kính. Hay và nhân tiện em sẽ test cái màn hình rồi em mới tháo cái máy này ra để ép cái màn hình nhá. Sao thăng 546368, thằng sao con này là mã là 600 đó. Thì các bác có thể thấy là em sẽ test cái màn hình đây. Thì em cũng test rồi, em quay lại cho các bác thôi. Thì em test rồi, cái máy này em nhìn kỹ lắm rồi, nó không bị lưu ảnh gì đâu. Đó, các bác qua đây để test thôi, đã không bị lưu ảnh nhé. Và test thêm cái nữa là cái pin này. Đó, pin này thì đã là 121 lần sạc rồi. Thì cái đó thì cũng không quan trọng đâu, nhưng mà có thì cứ test cho các bác xem thôi. Em cũng nói bao lần rồi là cái số đấy nó không quan trọng cho lắm đâu. Đấy, thì đây. À, các bác này nhìn thấy này, không hiểu là tại sao những cái con số ở dưới này nó không hiện nữa đấy. Những cái máy khác như cái con V50 của em này, đây con V50 nó sẽ có hiện này nhưng mà không hiểu sao con này nó không hiện này. Em sẽ làm lại cho các bác xem. Đấy. Đây, như con V50 này nó sẽ hiện cái số ở đây. Chờ các bác chờ một xíu. Đây, đây này, nó sẽ hiện được cái phần sạc và sạc đầy này. Nhưng mà
cái con này thì không có cái phần đấy, nó không hiểu là như thế nào đó. Cái này thì các bác nào biết thì comment dưới dưới xem nhé. Nó không có cái dòng 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 kiểu như cái hiển thị độ trái pin của nó ấy. Đây là một thông số để các bác tham khảo thôi, nhưng mà tại sao con này nó không có thì em cũng không biết được. Đây, con này chỉ có đến cái dòng 2V thôi. Đấy, còn dưới này có sạc nữa này. Đó, con V50 có sạc nữa này. Rồi. Ok, cái này thì em chưa biết nhé. Rồi. Tiếp theo là em sẽ test cái phần áp suất nữa cho các bác xem là cái con máy này nhé đã được thay lắp lưng rồi, đã được thay lắp lưng rồi nhé, nhưng mà nó vẫn còn có thể còn áp suất. Đây, đây các bác vào cái phần test áp suất này. Đây, nhìn các bác nhìn này, nó là 1006.2. đây bóp nhá, bóp này các bác bóp vào chấm đỏ này. Đấy, có thấy không, nhảy lên ác luôn đó, bóp này đó, các bác thấy không, con này thay rồi mà vẫn còn ác ác. Nó tuy nó hơi yếu thật nhưng mà như thế là ác cũng khá ổn rồi, không phải là yếu quá đâu. Đấy, đây. Từ 6.2 lên 6.9 kinh rồi. Áp suất thì em nghĩ là nó từ 0 chấm nhảy từ 0.5 đến 2 trở xuống là ok rồi. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ đấy, các bác nhìn này đấy, con này con V60 này còn rất là mới mới ra mắt đấy, nhưng mà thay lắp lưng mà nó vẫn có thể là còn áp suất. Thì các bác hiểu là những con cũ hơn thì nó cái việc mà test áp suất nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhiều ông là vẫn cứ quan trọng cái test áp suất thì không nên nữa nhé. Tiếp theo test cái phần cảm biến tiệm cận nữa. Đây, ok hết, ok. Test cảm biến tiệm cận, test nút luôn này, up này, down này, end này, etc này. Rồi, ok, vậy là áp suất vẫn còn, cái cảm biến tiệm cận vẫn ok nhé. Trong này còn mấy cái camera các thứ thì em sẽ test riêng luôn. Sẽ test cái phần cảm ứng xem còn không. Đây các bác chờ xíu, nó đang khởi động cái chương trình test cảm ứng lên, hoặc các bác có thể di chuyển icon cũng được. Đây, như em vào đây test cho nó, các bác nó qua thành đường xem nó có bị vấn đề gì không. Đây, đó. Rồi, nói chung là không vấn đề gì các bạn, ok nhé. Rung này, đó, rung rất ác này, các bạn nghe thấy tiếng rung không, đó, rung rất ác. Rồi, ok, rung còn. Ring này, đó, ok này, em vừa nghe cả nó trên nó dưới nhé. Em vừa nghe cả loa dưới này và loa trên đều có nhé, ok. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ, không liệt chi, nếu chi này thì không có gì để test cả, không cần test mấy cái cảm biến con quay hồi chuyển này. Đấy, các bác có thể test cái này cũng được. Đấy, nó còn. Đấy, ok, mấy cái đây nó không quan trọng là mình không dùng mấy đâu mà. Rồi, mấy cái OTG mấy cái đây em sẽ thử test cái sạc này đó. Cái có cả cái sạc không dây này, nhưng mà em không có sạc không dây đây, không test được. Thì em vừa cắm nó, em sẽ cắm nó vào cái cắm nó vào cái một cái củ sạc của iPad nhé, iPad Pro ấy. À, đó, vừa cắm vào sạc rồi đấy, thì bên nó báo cái gì đây. Đấy, này đang sạc này, nó báo bắt ok này. Còn cái sạc wifi kia thì không có, thì là thôi em sẽ bật ra xem là nó có báo sạc nhanh không. Đây, đây đã báo sạc nhanh rồi nhé, các bác có thể nhìn thấy này, đã báo sạc nhanh rồi, ok. Rồi thì hiện tại là em sẽ test thêm cái camera nữa, sau đó rồi em sẽ cho cái máy khò và em khò nó ra. Đây, camera nó đây.
sẽ kiếm một cái gì đó để em chụp cho nó chi tiết một tí. Không có cái gì các bạn, em đang có một cái nắp muối ở đây. Rồi, xem chi tiết nó thế nào. Đây các bạn, rất là ổn. Chung là camera V60 thì cũng ít ai chê lắm. Hiện tại ấy, thực sự là cái camera của con này, con V60 này đang được dán bởi một cái lớp gọi như kiểu lớp PPF ấy, cho nên là em thấy là chất lượng của nó có vẻ bị giảm đi một chút xíu đấy. Hiện tại thì em nhìn qua cái lớp PPF này thì không thấy cái camera nó bị xước tí nào đâu, không thấy xước một tí nào luôn đấy. Thì bác nào bác mua là về bác không thích thì bác ra bác lột ra nhé, thì bây giờ em lột ra ấy, thì nó sẽ dán lại không ổn đâu, dán lại nó không đẹp nữa, cho nên là các bác nào mua thì tự tự lột ra thôi nhé. Đấy, chứ còn em sẽ test cái quay phim nữa xem nó có ổn không này. Quay phim này sẽ để 4K luôn, 4 à, 8K luôn đi, ở 4K thôi. Thường thường vẫn test 4K rồi, test 4K rồi, test 4K 60fps nhé. Đó, quay phim 4K rồi đấy. Này các bác nhìn thấy này, 4K 60 này. Đó thì em sẽ quay phim trong vòng 2 phút xem. À quên, em còn chưa xem cái phần trăm pin. Đây cái phần trăm pin đang 46 này. Đó, 46 nhá. Em sẽ quay camera trong vòng 2 phút xem nó thế nào. Rồi. Các bác cố gắng chờ đó nhé, tại vì em làm clip nó thường thường nó rất là dài dòng. Ăn nói thì nó không được linh hoạt, không được trau chuốt, nó toàn bị miên man thôi, nhưng các bác thông cảm nhé. Nhưng mà đây các bác nhìn thấy này, như em đang quay nó đây thì các bác có thể thấy là cái khung hình nó đây, cái khung hình nó khá là giật giật đi các bác, nó khá là giật giật đấy. Có thể qua cái camera các bác không nhìn thấy, nhưng mà khi mà chuyển cảnh như này này, tại vì em đã test con V60 này, test camera nó nhiều lần rồi, thì khi mà quay ở chế độ mà ánh sáng nó hơi yếu một tí ấy, hoặc là cái chuyển cảnh như này này, chuyển lắc lắc cái camera thì cái khung hình nó bị giật giật ấy, nó bị delay nhẹ nhẹ ấy. Đây em mở cả cái camera của con V50 lên đây. Con V50 em thấy nó ổn hơn rất là nhiều luôn, nó không bị cái hiện tượng đấy đâu. Nè, V50 đang dùng này. Đây nè, đây, các bác nhìn thấy này, con V50 này em đang quay thực tế nó nhé. Quên chưa để cái chỗ đó 4K đã. Không biết là do có phải 4K không, đây, em sẽ để 4K luôn. Đây, 4K 60fps luôn nhá. Rồi, ok. Đây. À, đấy. Đây, ngay cả con V50 đây đang chế độ để cái chế độ 4K. Ôi thôi. Em vừa bị tắt đi rồi các bạn. Thôi, em sẽ test lại sau. Ngay cả con V50 này để chế độ 4K này, nó khi mà lắc lắc cái khung hình ấy, nó không bị hiện tượng mà giật giật như con V60 đâu. Em cho các hai xem hai camera này. Nó như nhau luôn. Đây. Đấy, không biết các bác có nhận ra không, nhưng mà ở ngoài này em nhận ra rõ ràng luôn, con V50 nằm phía trên nhé, hai con đều 4K nhé. Đấy, con V50 á, em cảm thấy là nó cái khung hình nó bị nó mượt mà rất là nhiều. Con V60 thì nó cứ giật giật đi, nó không lấy nét được đi. Đây các bác nhìn này, cái hũ muối này, cái hũ muối là con V50 này. Nhìn em thấy con V50 nhìn nó đúng với cái thực tế ở ngoài hơn rất là nhiều. Con V60 thì không như thế. Đấy. Con V50 hơi đẩy sáng lên quá, nó hơi trắng hơn, hơi bị sáng hơn. Và nhất là cái chuyển cảnh kiểu như này em rất là bực mình của con V60 là nó làm cái khung hình nó cứ bị giật giật. Đấy. Các bác có thể xem lại mấy cái clip em test con V60 là các bác biết là cái con V60 khi mà chụp hình hoặc quên chi là quay phim ở cái chế độ ban đêm ấy, nó rất là không, nó lấy nét cũng chậm là một, và đây cái khung hình nó cứ giật giật kiểu này, này.
nó không kịp, không kịp lấy ép đấy, cảm giác là như thế. Đây mặc dù nó rất chậm này cũng thấy cũng bị này. Qua camera thì bác không biết có nhận ra không, nhưng mà nhìn mắt thường em thấy rõ ràng luôn đấy, nó không như con V50 đâu. Đó thì em cũng sẽ cố gắng quay 2 phút nữa nhé, lúc nãy em quên mất em chạm vào cái đầu nó tắt bố mất. Đấy, thì cái con V60 hiện tại đó là con máy mà cho cái pin ngon nhất của LG hiện tại, cho nên là em nghĩ là tới thời này thì dù là máy cũ hay máy mới thì pin nó vẫn đang còn rất tốt, các bác không phải lo đâu, chỉ sợ là bị thay pin hay gì đâu này. Đấy đấy, đấy em rung rung đấy, rung nhẹ nhàng ra, rung rung tí tí này thôi đã thấy được cái hiện tượng là con V60 nó bị rung khung hình ấy, ép cực luôn. Nhìn có nhìn này, như kiểu cái hệ thống lấy nét của nó, chống rung của nó làm việc khỏe kém hiệu quả. Đây hết 2 phút rồi, gần 2 phút rưỡi rồi, thì lúc nãy là 46%, đây thì bây giờ nó còn 44%. Thực ra là trước đó em đã quay được phải được 1 phút rồi em mới tắt đấy, phải ý là mình phải tính ra là nó là 5 phút, à quên là 3 phút đấy. Em quay lại con này đấy, con V50 nó cũng có nhưng mà cảm giác nó đỡ hơn đó. Rồi ok, thì cái đây là hiện tượng chung của cái con V60 thôi nhé, em dùng 2-3 con này nó vẫn thế thế, cho nên là em không biết là máy khác thì có thấy không. Đó thì cái pin này tạm thời em thấy nó ok đấy. Thử cái quay này, xoay màn hình này, ok xoay màn hình ok. Đó. Rồi ok, cái này không có 4G nhé, không có, nó nhận sim nhưng mà không có sóng các thứ, là không không nghe gọi được, không 4G, cho nên là không test được cái đấy. Camera em vừa test rồi là nó còn ok. Đó. Camera trước nữa đây. Đây ok các bác, thì cái camera trước của em đây nó vẫn tiện thể test luôn camera trước của con này với con V50 xem thế nào. Thực ra con V50 thì camera trước nó không ngon, là có con G8 ở đây, con G8 của em kia cũng có đấy, nhưng mà nó tí nữa test cái G8 nữa. Ở đây các bác có thể thấy này, camera trước của hai con này, V60, V50. Em bỏ này ra để em lấy con G8 nữa test, con G8 tắt nguồn bố được còn đâu. Thôi, em cũng không cần thiết đâu. G8 nó này, em để con G8 đây, con G8 này của em nó đang tắt nguồn bố rồi. Các bác chờ tí nhá, em sẽ khởi động con G8 lên để cho các bác biết được ba cái camera này, cái con này cắm trước ra như thế nào. Thì cái con V60 này cam trước của nó đã rất ngon rồi, rất là ngon, ngon hơn con V50 nhiều luôn. Đây là con G8 này, test cái camera nó luôn. Ôi, từ từ đã, nó đang có vấn đề à? Ôi, cái con này có thể đang có vấn đề rồi. Rồi đen thế nhỉ, tự nhiên nay nó lại rửa trứng cái con G8 này. Không được các bạn, thôi sorry các bác, làm mất thời gian của các bác quá, con G8 của em hôm nay nó bị giở trứng không không chơi được camera. Điểm thế nhỉ. Rồi ok, nhưng mà em khẳng định với các bác là cái camera của con G8 nó không thể, nó sẽ hơn con V50 rất là nhiều đấy, và nó không hề thua kém với con V60 đâu. Rồi ok, rồi em tạm thời con này em test thế thôi, pin màn hình âm thanh test rồi, âm thanh test rồi. Đấy, màn hình quan trọng, cái màn hình kính này nó quan trọng nhất. Thì bây giờ em sẽ tháo ra nhé, để pin nó sẽ rất là dài, cho nên các bác thông cảm nhé. Ok các bác, em sẽ bắt đầu khó ra nhé. Thì cái đoạn này sẽ tua đi nhé. Thì bây giờ em khò, cho nên là cái miếng PVF dán ở lưng này nó bị tan ra các bạn, thì em phải vệ sinh cái này đã. Ok các bạn, này mãi mới bóc mới biết được hết cái keo này, một còn tí nhá, thôi tí em lấy vào trời 7 em
vệ sinh nó. Nhưng mà cái kính lưng này mới thay cho nên nó không sao cả. Nó cái kính lưng còn mới lắm, mới thay mà. Đưa các bác là dùng cái này để tháo nó ra thôi. Rồi ok các bác, thì đã tháo được nó ra đây rồi. Đó. Cái lắp lưng này này, bác ấy mua chắc là mua mua liền theo cái dòng dòng xịn ấy, cho nên là nó rất là khó tháo luôn đấy. Và khi lắp lại thì chắc chắn lại không được như này đâu, và sẽ không còn áp suất đâu. Đây, cái dòng cái lắp lưng khá là xịn. Ok đây này, vàng cái từ này khó mãi như thế nào này. Đó, thôi rồi, cái này thì em sẽ vệ sinh sau. Và bây giờ em sẽ tháo cái này ra nhé. Các bác thể nhìn thấy cái bộ, các bác có thể nhìn thấy cái bộ ốc này là ốc màu trắng nhé. Cho nên là thứ nhất là cái ốc nó đã ngon rồi, ốc nó là ốc chuẩn rồi. Và đây này, em cho các bác nhìn kỹ xem là cái ốc nó đã có hiện tượng tháo ra chưa. Đây này. Đó, như em nhìn ở mắt thường ngoài này này. Đó, thì em thấy là cái ốc nó chưa bị tháo ra đâu. Đó, trước tiên nhìn cái ốc cũng đấy. Nói chung là nhìn nó rất là mới, nó chưa bị tác động của cái đầu vít nó vào đâu. Thì em nghĩ là nếu mà như thế thì cái linh kiện bên trong nó sẽ còn ngon thôi. Đó, nhưng mà thôi, cho tháo ra rồi thì tháo tiếp các bạn. Đã tháo. Tháo thế nào nhỉ? Ok, đây các bác, đây là cái miếng NFC của nó đây, và sạc không dây nữa. Ở đây, tháo dây pin này đã, cách ly pin. Rồi, ok các bác, tháo luôn cái sim này đã, không gì hỏng mất. Ok, đào cái sim. Đây là các bác, con V60 ấy, thì cái phần loa trước ấy, loa thoại ấy, nó lại nằm ở lệch lệch ở mé này này. Đấy, nó ở khu này, chắc nó phải cộng hưởng cái khu giữa này. Nó mới đây. Tháo tiếp xem nào, mềm cái từ này. Bùng luôn. Đây, pin của nó V60 đây. Đấy, cho các bác xem này. Pin của nó là 5000. Đó. Pin này thì em thấy là pin xịn đấy. Không biết được pin xịn hay không, tại vì có biết đã tháo con V60 bao giờ đâu mà biết là pin xịn hay không. Nhưng mà em thấy có vẻ là pin xịn đấy. Ok, tháo bên dưới nữa xem. Đây là, đó là có tháo. Thì dùng cái gì bậy ra mới được. Ok, đây các bác, phần loa dưới này, cụm vào dưới này, có rất nhiều bụi rồi. Ok, cái này đã, mấy cái này ngứa mắt quá các bác, ngồi cạo ra quá. Đấy, cho nên là các bác nào mà giờ mà mua máy LG mà vẫn còn yêu cầu áp suất nữa thì là một cú lừa rất là lớn cho các bác đấy nhé, cho nên các bác đừng có tin áp suất nữa. Sao tự nhiên ở đây nó có một cái khoảng trống rất lớn này, cái khu này khoảng trống rất lớn chẳng để làm cái gì sao, không hiểu không hiểu. Đây nữa này. Em cũng không hiểu luôn. Đây này các bác có thể để ý không, đây này, ở con V60 này này. Đây các bác có thể nhìn thì chỗ này này,
đấy, đây này, các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái màng như kiểu cái màng áp suất đấy. Đấy, ở những con LG khác cũng có. Thì cái con VV60 này nó có cái thiết kế là cục camera lồi, cho nên người ta làm cái màng cộng cái màng áp suất ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, đó nhé. Bây giờ mà nói chung là bây giờ nó cũng bất bố áp suất ở còn đâu nữa, nói không nói gì gì nữa. Nhưng mà đây là cái cân bằng áp suất của mấy con mà có camera lồi ấy nhá. Đó, rồi ok. Rồi, còn cái gì nữa không nào? Tháo hết ra một lượt nữa nào. Rồi. Còn gì để tháo ra nữa mà vẫn cứng thế nhỉ? Có con ốc nào không? Không có con ốc nào. À, ra rồi. Rồi, ok các bác. Thì đây, đây là cái main chính của cái con V60. Đấy, các bác có thể thấy này. Đó, đây là mặt trước này. Đây, mặt trước đây, mặt sau đây. Đây, thì khi mà các bác tháo ra được đến đây rồi đấy, thì các bác có thể nhìn được cái lồng này. Đấy, tuy nhiên là không biết là cái vết này là do em vừa ấy vào không. Cái vết này không phải là cái vết em vừa động vào đâu. Đây này, em rờ vào nó vẫn không mất đi mà. Nếu mà động vào mất đi thì chứng tỏ là cái bên này có vẻ là lần trước người ta thay, người ta đã từng tháo hẳn là đến đây rồi đấy. Cũng như mà em thấy đây, các bác có thể nhìn thấy những cái lồng này, cái lồng của cách ly mấy con IC ấy, thì em thấy nó vẫn còn rất là ngon đấy, chưa có dấu hiệu cậy mở cái lồng này đó. Đó, cả cái lồng bên này nữa. Tuy nhiên là khi mà người ta tháo ra thay, có thể người ta động vào thì không biết được, nhưng mà như thế em thấy là cái lồng của nó vẫn còn ngon, cái lồng chứ không phải cái lờ đâu nhá các bác nhá. Đó, ok, nói chung là em thấy là men còn ổn đấy, chưa có dấu hiệu gì việc mà thay thế. Đây các bác nhìn thấy này, cái cụm camera chính của con V60 nó khủng như này mà nó to hơn, nó to hơn cả con V50 và nhìn nó rất hầm hố. Đó, nhìn cái kinh đấy. Mỗi cái đây có trung trung thôi các bạn, cái này không có. Rồi ok, thì các bác có thể thấy biết được là cái main của V60 nó như thế nào. Đấy, main sống của V60 nhé. Đấy, và đây là cái phần đỡ hỗ trợ của main này, loa đây, cam trước đây, đấy, sim này. Đó, và có một chút cái mấy cái mạch nhỏ nó ra đây không tính. Nó ra là cái main này này, nó có cái đường cáp từ đây nó nằm ở dưới, nó đi vào bên dưới cái cục pin này, nó xuống dưới này nữa các bạn. Đó, rất là một cái cáp này quan trọng phết đấy. Đây, T-Mobile này. Nói chung là cái main thì em thấy là đây, nó là cái cụm loa sẽ cụ là dưới đây này, có đây cái loa dưới nó có cả chữ luôn, đây rồi chữ này, đó chữ đó, đây có là T-Mobile rồi đấy. Rồi ok, em sẽ tiến hành lắp lại thôi, tại vì em thấy là cái bên nó ok, và cái chỗ này các bác thấy miếng tản nhiệt của nó cũng khá là lớn. Cái này có cần phải bôi keo tản nhiệt không nhỉ? Thôi chắc không cần, nó không bôi thì mình không bôi. Bây giờ bôi vào nó có vấn đề thì lại khổ thôi. Rồi ok, như em thấy là bung men là ok nhá. Rồi, em sẽ lắp lại thôi. Rồi ok các bác, em đã lắp lại vào đây. Thì trước khi các bác lắp lại cái lắp lưng này này, thì các bác tức là phải ốc rồi đúng không? Các bác phải vệ sinh hết cái keo mà nó dính ở cái viên này đi nhá. Em vệ sinh hết rồi đây, những keo mà nó dính ở mép đây này, phải vệ sinh hết đi. Còn những cái keo này thì ok, để đấy được, vẫn ok đấy.
cái này thì nó hỏng quá rồi thì bỏ đi, không cần thiết cái này đâu. Đấy, và các bác lắp lại đây, em lột đống keo này, này. Thì các bác dùng cái keo BM700 được, BM800 được, nó có rất nhiều ở Shopee ấy. Các bác mua nó rẻ thôi, 20-30 nghìn một cái tip này thôi. Các bác gắn lại, và các bác gắn lại rồi thì phải sau khi gắn lại kiểu là cái này rồi này, thì các bác phải dùng cái dây nịt đi, còn cái nịt thôi thì các bác quấn lại để cho nó ép lại, và các bác để trong ít nhất 1 giờ nhé, để nó cái keo nó khô lại, chứ bây giờ các bác mà mới xong thì nó không dính được luôn. Đấy, thì em sẽ tạm dừng cái video ở đây và lắp lại cái này. Thì con máy này ấy, là cái con máy còn zin nhé, còn zin, và cái mặt trước này nó là con kính còn zin nhé. Đấy, chỉ có mỗi cái lắp lưng này nó thay thôi. Đấy, thì và cái sim là không dùng được, dùng wifi thôi. Thì cái đây hai người mua bán đã biết với nhau rồi, giá cả hai người cũng tự thương lượng rồi. Ok, con máy thì em thấy là ok rồi. Ok, chào các bác.